Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và ô ly bài tập toán lớp 5, quyển 1. Và bây giờ mời các em mở sách và ô ly bài tập toán lớp 5, quyển 1, bài 12, luyện tập trung. Ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập, các em nên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi tính nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1. Chuyển phân số thành phân số thập phân. Câu E. 48 phần 60. Các em chuyển thành phân số thập phân. Rồi các em biết là phân số thập phân là phân số có mẫu là 10. Hoặc là 100, hoặc là 1.000, hoặc là 10.000, hoặc là 100.000, vân vân. Tức là tử số là bao nhiêu không cần biết. Chỉ cần biết là mẫu số có 1 và đằng sau chữ số 1 là 1 hay là nhiều chữ số 0. Thì phân số đó gọi là phân số thập phân. Các em chỉ cần hiểu đơn giản như vậy. Ở đây 48 phần 60. Các em chuyển thành phân số thập phân. Tức là bằng cách nào đó các em có thể đưa phân số này về dạng phân số mới bằng chính nó, mà phân số đó có mẫu là 10 hay là 100 hay là 1.000. Rồi ở đây các em xét xem là mình nên đưa phân số này về dạng phân số có mẫu là 10 hay là 100 hay là 1.000. Thì các em nhận thấy 100 không chia hết cho 60, 1.000 cũng không chia hết cho 60, 10.000 cũng không chia hết cho 60. Nhưng ta thấy là 60 chia cho 6 thì bằng 10. Như vậy các em sẽ chia cả tử và mẫu của phân số này cho 6. Để chúng ta được phân số mới có mẫu là 10. 48 chia 6 thì bằng 8. 60 chia cho 6 thì bằng 10. 8 phần 10 là phân số thập phân. Câu B. 16 phần 25. Các em chuyển thành phân số thập phân như sau. Rồi ở đây các em biết là 10 thì không chia hết cho 25 rồi. Như vậy các em lấy 100 chia cho 25 thì bằng 4. Chứng tỏ là 25 nhân 4 thì bằng 100. Do vậy các em sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4 để chúng ta được phân số mới có mẫu là 100. 16 nhân 4 thì bằng 64. 25 nhân 4 thì bằng 100. 64 phần 100 là phân số thập phân. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, nối các hỗn số với phân số bằng nó. Rồi để làm được bài này thì các em sẽ chuyển các hỗn số thành phân số. Sau đó các em so sánh với những phân số ở dưới. Đầu tiên là hỗn số 3 và 5 phần 9. Các em chuyển thành phân số như sau. Tử số là phần nguyên nhân mẫu cộng với tử. 3 nhân 9 cộng 5. Ta được tử số. Mẫu số là mẫu số của phần phân số, tức là 9. 3 x 9 bằng 27, 27 cộng với 5 thì bằng 32. Rồi, 32 phần 9, các em nối với phân số 32 phần 9. 3 và 5 phần 9 bằng 32 phần 9. Tiếp theo là hỗn số 4 và 7 phần 12. Các em chuyển thành phân số như sau. Tử số là phần nguyên nhân mẫu cộng tử.
4 nhân 12 cộng 7. Mẫu số là 12. 4 nhân 12 bằng 48. 48 cộng với 7 bằng 55. Rồi mẫu số đây là 12. Như vậy hỗn số 4 và 7 phần 12 nó bằng phân số 55 phần 12. Tiếp theo là hỗn số 5 và 3 phần 10. 5 và 3 phần 10. Các em chuyển thành phân số như sau. Tử số là 5 nhân 10 cộng 3. Và mẫu số là 10. 5 nhân 10 bằng 50. 50 cộng 3 bằng 53. Và mẫu số là 10. Rồi, hỗn số 5 và 3 phần 10 các em nối với phân số là 53 phần 10. 53 phần 10 nha, chứ không phải là 35 phần 10 nha. Tiếp theo là hỗn số 8 và 13 phần 40. 8 và 13 phần 40. Các em chuyển thành phân số có tử số là 8 nhân 40 cộng 13. Và mẫu số là 40. 8 nhân 40 bằng 320. 320 cộng 13 thì bằng 333. Mẫu số ở đây là 40. Như vậy là hỗn số 8 và 13 phần 40 bằng phân số là 333 phần 40. Tiếp theo em sang bài tập số 3, viết phân số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 1 decimet bằng bao nhiêu mét? Các em đổi từ decimet ra mét thì các em phải biết là 1 mét nó bằng bao nhiêu decimet. 1 mét nó bằng 10 decimet. Như vậy là đổi từ mét ra decimet thì các em lấy số đo nhân với 10. Còn đổi ngược lại từ decimet ra mét, các em lấy số đo chia cho 10. Cụ thể ở đây các em lấy 1 chia cho 10. 1 chia cho 10 các em biểu diễn dưới dạng phân số là 1 phần 10. 1 gram bằng bao nhiêu kg? Các em biết 1 kg thì bằng 10 hectogram, bằng 100 decagram và bằng 1.000 gram. Đổi từ kg ra gram, các em lấy số đo nhân với 1.000. Còn đổi ngược lại từ gram ra kg, các em lấy số đo chia cho 1.000. Cụ thể ở đây các em lấy 1 chia cho 1.000. Các em viết dưới dạng phân số là 1 phần 1.000. 1 phút bằng bao nhiêu giờ? Các em biết là 1 giờ thì bằng 60 phút. Như vậy muốn đổi từ giờ ra phút thì các em lấy số giờ nhân với 60. Còn đổi ngược lại từ phút ra giờ thì các em lấy số phút chia cho 60. Cụ thể ở đây các em lấy số phút là 1, các em chia cho 60. Và các em viết dưới dạng phân số là 1 phần 60. Rồi bây giờ các em sang câu B. 5 decimet bằng bao nhiêu mét? Rồi như phân tích ở trên, đổi từ decimet ra mét, các em lấy số đo chia cho 10. 5 chia cho 10 bằng 5 phần 10. 6 gram bằng bao nhiêu kg? Đổi từ gram ra kg, các em lấy số đo chia cho 1.000. 6 chia cho 1.000 bằng 6 phần 1.000. 9 phút bằng bao nhiêu giờ? Đổi từ phút ra giờ, các em lấy số phút chia cho 60. 9 chia cho 60 bằng 9 phần 60. Tiếp theo các em sang câu C. 7 decimet bằng bao nhiêu mét? Đổi từ decimet ra mét, các em lấy số đo chia cho 10. 7 chia 10 bằng 7 phần 10. 17 gram bằng bao nhiêu kg? Đổi từ gram ra kg, các em lấy số đo chia cho 1.000. 17 chia cho 1.000 thì bằng 17 phần 1.000. 21 phút bằng bao nhiêu giờ? Đổi từ phút ra giờ, các em lấy số phút chia cho 60. 21 chia cho 60 thì các em viết bằng 21 phần 60. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Viết các số đo độ dài dưới dạng hỗn số.
9m 5 decimet. Và bây giờ các em viết dưới dạng hỗn số. Ở đây để viết được số đo này dưới dạng hỗn số thì các em sẽ đổi số đo này ra mét nha. Các em không thể đổi ra decimet được. Bởi vì sao? Bởi vì đổi ra decimet thì ta có 9m bằng 90 decimet. 90 decimet mà cộng thêm 5 decimet nữa thì bằng 95 decimet. 95 không phải là hỗn số nha. Như vậy là các em chỉ có thể đổi ra đơn vị đo là mét thôi. Đổi ra đơn vị đo là mét thì 9m ta có phần nguyên là 9. 5 decimet các em đổi ra mét thì như phân tích ở bài trước, các em lấy số đo chia cho 10 ta được phân số là 5/10. Thì đây là hỗn số này. Tương tự 3m 17cm. Muốn viết số đo này dưới dạng hỗn số thì các em phải đổi ra đơn vị lớn nhất, ở đây là mét. cm là đơn vị bé rồi, các em phải đổi ra đơn vị lớn, tức là đổi ra mét. 3m là phần nguyên. Phần nguyên là 3. cm đổi ra mét thì các em lấy số đo chia cho 100 nha. Lấy số đo chia cho 100. Các em lưu ý này, đổi từ decimet ra mét, lấy số đo chia cho 10. Đổi từ cm ra mét, lấy số đo chia cho 100. Còn nếu đổi từ mm ra mét thì các em lấy số đo chia cho 1000. Rồi như vậy là ta được hỗn số là 3 và 17 phần 100. Đơn vị đo đây là mét. 8m 19cm thì các em đổi ra mét. Phần nguyên là 8. 19cm đổi ra mét. Lấy số đo chia cho 100. Ta được phân số là 19 phần 100. Đơn vị đo đây là mét. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 2m 35cm. Viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là A là cm, B là mét, C là decimet. Tức là các em lần lượt đổi 2m 35cm. A là đổi xem nó bằng bao nhiêu cm, B là đổi xem nó bằng bao nhiêu mét, và C là các em đổi xem nó bằng bao nhiêu decimet. Trước hết là các em sẽ đổi 2m 35cm xem nó bằng bao nhiêu cm nha. Trước hết là các em đổi 2m này. 2m thì bằng 20 decimet này và bằng 200cm. 200 mà cộng thêm 35 nữa. 200cm cộng thêm 35cm nữa thì bằng 235. Đơn vị đo này là cm. Rồi câu B bằng bao nhiêu mét? Bằng bao nhiêu mét? 2m 35cm đổi ra mét thì 2m các em giữ nguyên. 35cm đổi ra mét thì các em lấy 35 chia cho 100 và các em viết dưới dạng hỗn số, và các em viết dưới dạng phân số là 35/100. Như vậy 2m 35cm thì bằng 2 và 35/100. Phần 100m. C là bằng bao nhiêu decimet? Trước hết là các em đổi 2m ra decimet. 2m thì bằng 20 decimet. 20 decimet. 35cm các em đổi ra decimet. Đổi từ cm ra decimet thì các em lấy số đo chia cho 10. Đúng không? Bởi vì là 1 decimet thì nó chỉ bằng 10cm thôi. Như vậy nếu đổi từ cm ra decimet, các em lấy số đo là 35, các em chia cho 10, ta được là 35/10. Rồi như vậy là 2m 35cm thì bằng 20 và 35/10 decimet. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.